các bác ạ. Hôm nay thì em quay trở lại và mang đến cho các bác một chiếc xe xăng ạ. Hôm nay thì em toàn thuộc bài xe xăng rồi. Xe xăng em bán rất là nhiều nên là thuộc bài hơn. Hôm nay thì em có một chiếc xe xăng 15 tấn ạ. Tấn Mitsubishi. Số sàn nước hàng các bạn. Số sàn nước hàng các bạn, xe rất là chất luôn. Chiếc này em vừa mới về đó. Giá em đang để là 80 triệu chuẩn ạ. Bác nào có nhu cầu nhanh thì nhanh tay luôn. Chiếc này thì thực sự là không cần phải xem đâu, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác xem luôn. Động cơ rồi các thứ thì rất là ok rồi, các bác không phải lo lắng gì cả, có thể chốt được qua video, chốt qua hành luôn. Sau đây em sẽ thử xem. Máy rất là êm luôn, nổ lên không nghe tiếng luôn. Một tấn rưỡi, trọng tải 2,5 tấn. Thực sự là xe rất là khỏe luôn, nâng luôn một chiếc 1,5 tấn, nâng một chiếc 1,5 tấn này khoảng hơn 2 tấn, 2,1 tấn, 2,2 tấn lên rất là ok luôn, rất là ok, được quá khỏe. Qua bãi luôn nhá, xe em đang sẵn bãi rồi.